kế mới nhất của Melia thì được lấy ý tưởng từ những cánh hoa hồng. Với những cái bông hoa hồng thì tượng trưng cho vẻ đẹp vừa quý phái vừa sang trọng, và chắc hẳn rồi sẽ có những cái ấn tượng rất là gây ấn tượng mạnh với người đối diện, người đối phương của mình, đúng không ạ? Ngoài ra thì em chả thấy là những cái bông hoa hồng này còn có cái sức hút, vẻ đẹp quyến rũ, rất là thu hút những người xung quanh mình. Ngoài ra thì thiết kế đầm ngày hôm nay em chả đang mặc ở đây, đó chính là một trong những cái thiết kế đầm dáng suông, một trong những cái lựa chọn hoàn hảo mà tối ưu nhất cho các chị đẹp, đó chính là thiết kế dáng đầm suông, thì mình có thể tự tin hơn trong khi mà các chị em mình di chuyển này hay là mình hoạt động. Mặc dù là form dáng suông, tuy nhiên thì những nhà thiết kế của Melia vẫn có cho các chị những cái đường nét rất là tinh tế, những cái đường cắt khéo léo và chuyên nghiệp, giúp các chị mình mặc đầm suông lên nhưng mà vẫn có cái form dáng chuẩn số đo 3 vòng, đúng không ạ? Em Trà thì đang mặc ở đây thiết kế này thì em Trà thấy ấn tượng nhất từ chất liệu cho đến kiểu dáng, và đặc biệt là bạn này còn được có một cái thiết kế tác hoa cài. Đây là điểm nhấn nhá một chút ở bên cầu vai trái. Với bông hoa này, nếu như mà chị đẹp nào muốn có điểm nhấn thì các chị có thể sử dụng cái bạn hoa này, hoặc không thì mình có thể mặc được hai kiểu, là mình có thể tháo rời được cái phụ kiện này riêng ra, khá là hay đúng không các chị? Bởi vì khi mà một thiết kế đầm mình có thể mix match những cái tiểu tiết, hay là mình có thể với phong cách này thì các chị có thể mặc đi làm này, đi chơi, hay là có thể đi sự kiện. Với những cái sự kiện thích cam màu đỏ thì em nghĩ là cũng rất là nổi bật. Form dáng bạn này thì rất là basic, em nghĩ với những thiết kế này thì các chị nên mix với một đôi guốc mỏng, hoặc có chiều cao tầm 3 đến 5 cm thôi, nhưng mà giúp các chị có một cái chiều cao lý tưởng hơn rất là nhiều. Vì khi mặc đầm này lên thì có một cái hiệu ứng, đó chính là chân dài và lưng ngắn. Đây là cái hiệu ứng rất là tuyệt vời, đúng không các cô nàng? Gam màu chủ đạo của bạn này sẽ là gam màu đỏ đô, một trong những gam màu của bữa tiệc. Các chị mình có thể mặc đi sự kiện hoặc là đi chơi vào những cái dịp cuối tuần thì em Trà thấy cũng rất là lý tưởng. Ngoài ra, một trong những cái thiết kế đó chính là thiết kế mang đến chất liệu gấm. Tuy nhiên bạn này thì lại không có quá nhiều độ co giãn, nhưng mà em Trà thấy là cái form dáng thì mình mặc lên nó đứng form, chuẩn form và rất là nịnh dáng, thì cũng là cái điểm cộng rất là lớn rồi, đúng không ạ? Bạn đầm này thì sử dụng cho các chị đẹp có hai chiếc túi ở hai bên, cũng khá là tiện lợi, để khi mình mặc đi làm thì các chị cũng thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay, nếu như chị đẹp nào đặt hàng online của Melia thì chính sách mua hàng các chị còn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, mình sẽ được free ship toàn quốc. Ngoài ra thì các chị mình có thể ghé qua tất cả showroom trên tỉnh thành của Melia để có thể đến trực tiếp mua những cái sản phẩm này. Và với những cái thiết kế mới nhất thế này thì em chả nghĩ rằng là số lượng đang giới hạn, vậy nên là các cô nàng đừng chần chừ gì nữa nha, hãy thật là nhanh tay được không ạ?